Kính thưa quý vị, nhà thơ Nông Quốc Trấn từng thốt lên khi nghe âm thanh của tiếng đàn tính. Dây vải hay dây tơ, tiếng đàn tính lọt vào tai hay vào ruột. Tiếng vang lên ngọn cây, đỉnh núi cao cao vút. Vượn trố mắt nhìn trượt chân ngã quên con, chim trong tổ bay ra ngơ ngác bồn chồn. Thật vậy, những giai điệu ngọt ngào đằm thắm tựa bùa mê của tiếng đàn tính sẽ được trình diễn bởi đoàn nghệ nhân Cao Bằng với tác phẩm có tựa đề Tiếng tính quê hương, soạn lời nghệ nhân ưu tú Hoàng Biết Thu, Hứa Hòa Hưng. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.